thân tri thức cho cao. Thánh niên làm chủ đời sau, đời sau lưu tệ tại mầu thánh niên. Tiếng gọi vang lừng cho non sông nước Nam hùng thiêng, rộn ràng chân bước đi sao truyền đạo đứng hẳn kỳ ba. Khi anh hùng anh ta nhìn bóng chỉ nằm nhìn mây xanh chỉ xa xa nàng bao nào mặt sáng ngày gì dần trương hiên ngang. Cùng đất nước đi khắp muôn phương.